Chào mừng các bạn đến với kênh Thinh Kung Fu. Để cho bạn nào chưa biết thì kênh là nơi chia sẻ đam mê, kinh nghiệm và kiến thức về võ thuật cổ truyền Việt Nam. Và nếu các bạn cũng là người đam mê võ thuật cổ truyền Việt Nam thì hãy nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nha. Tin mình đi, kênh mình hay lắm á. Trong video hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn bài quyền số 2. Đó là bài quyền căn bản công 36 động tác. Bài quyền dành cho học sinh trung học cơ sở. Mình sẽ cố gắng quay 3 hướng cho các bạn dễ theo dõi nha. Sau khi mình quay 3 hướng xong, mình sẽ hướng dẫn phân thế từng động tác một cách thật chi tiết để cho các bạn dễ học nha.
Ok các bạn, thì vừa rồi mình đã thực hiện ba mặt rất là chậm ha, cho các bạn dễ xem. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện cái bài 36 động tác này nha. Thì cái bài này nó không có khó ha. Các bạn chỉ cần nắm vững cho mình những cái như là tấn pháp, những động tác thủ pháp, rồi bộ trưởng, bộ đao, bộ sơn. Hôm trước mình có làm những cái video trước mình hướng dẫn cho các bạn á. Nếu mà bạn nào chưa coi thì mình có thể coi lại nha. Mình sẽ ghi ở trên phần ở trên phía đây các bạn nha. Hay là các bạn kiếm trong danh sách phát thì sẽ có những cái danh sách đó, bạn sẽ xem lại để mình nhớ những cái tên động tác. Khi mà tập luyện thì mình sẽ không có bị cảm thấy là khó hiểu nha. Ok, bây giờ đầu tiên các bạn chuẩn bị tư thế nghiêm ha. Nghiêm thì hai chân đứng chạm gót vào nhau, hai mũi chân mở ra hình chữ V, tay áp sát vào người. Mình sẽ cố gắng hướng dẫn thật là chậm nhất có thể nha, để cho các bạn dễ nắm bắt. Rồi, nghiêm. Động tác số 1 thì mình sẽ đưa hai tay lên, đưa về phía trước, làm động tác lập tấn. Động tác số 2, mình đánh tay phải vào tay trái, để vào hông. Xong sau đó mình sẽ đưa về phía trước. Các bạn chú ý nắm đấm mình sẽ hướng xuống đất ha, và tay mình thẳng lên, đừng có cong vậy ha, và cũng đừng có bẻ cái tay như vậy là những cái sai. Rồi, chú ý. Động tác số 3, mình sẽ bước chân trái ra, sau đó dùng tay trái gạt từ bên phải qua, đấm tay phải. Khi đấm thì nhớ rút tay trái về. Nó số 4, làm ngược lại, gạt tay phải, đấm tay trái. Động tác số 5, để tư thế bông tay phải. Bông tay phải là tay phải nằm trên ha. Bước chân phải vào chảo mã tấn, bông tay, đấm đăng sơn. Rồi, số 6 rồi đúng không? Số 7, bước chân phải ra đinh tấn, lấy tay phải gạt từ trong ngang cái mặt mình nè, gạt ra ngang ra. Rồi, đấm thô sơn bằng tay trái. Động tác số 8, đưa tay phải lên, đánh dán sơn từ trên xuống. Chân thì rút về, chạm mã tấn, tay đánh từ trên xuống dán sơn. Tay trái đưa lên đầu, đỡ. 9, rút chân về trung bình tấn, gạt tay phải, đánh đảo sơn bằng tay trái. 10, bông tay trái, đấm đăng sơn. Tương tự bên kia. Tiếp tục, đưa tay trái ra, gạt từ bên má ra đấm. Động tác tiếp theo, lui chân về, đưa tay trái lên đánh dán sơn, tay phải đưa thẳng lên đầu đỡ. Động tác tiếp theo, lùi chân trái về trung bình tấn, gạt bằng tay trái, đánh đảo sơn bằng tay phải. Tiếp tục đánh dán sơn, đồng thời lấy cái tay trái chặn bên phải. Tiếp tục đánh bên trái tương tự. Động tác tiếp theo, bước chân phải ra phía sau làm tư thế xà tấn nghịch, sau đó sẽ chuyển về trung bình tấn, tấn lập tấn, đấm hai cái tay ra song quyền, đấm hai tay về trước. Tiếp tục rút chân phải vào chảo mã tấn, đánh chỏ ngang, trực chủ ngang, đảo chủ, xin lỗi, đảo chủ, đánh hai cái đảo chủ. Rồi tiếp tục bước chân trái lên, tọa quy tấn, đánh một cái chỏ từ trên xuống, dán chủ. Rồi bước chân lên đinh tấn, đánh đăng chủ bằng tay trái. Mình tiếp theo rút chân về chỏ mã tấn, đánh một cái chỏ hậu. Anh chú ý, tay này đánh chỏ thì mình sẽ nắm, tay còn lại sẽ xòe đặt vào đánh. Rồi động tác tiếp theo, mình lấy cái tay nè, tay mình sẽ xoay một vòng nè, đó, nắm lại, tay này xòe đặt vào, bước chân phải lên xà tấn, giật cái chỏ ngang, giật chủ ngang. Sau đó chảo mã tấn, đánh một cái đảo chủ. Tiếp theo bước ra đinh tấn, đánh một cái đảo chủ nữa. Cái này đánh thấp xuống, cái này gọi là khóa chủ nha. Rồi đánh một cái chỏ lực ra đằng sau, hoặc là gọi là hoành chủ. Chặn, tay trái che mặt, tay phải che hàm bộ, đá động tác kim tiêu cước, bỏ xuống chạm mã tấn, xong bông tay phải đặt qua hông bên phải. Các bạn chú ý cái chỗ này dễ bị lộn. Mình chú ý là khi ví dụ như mình đá chân phải thì mình sẽ bông tay phải và để qua eo phải. Động tác tiếp theo là mình đá chân trái, chặn, đá bàn lâm cước số 1 bằng chân trái thì mình sẽ bông tay trái và để bên trái. Tiếp theo chặn,
Bên phải thì đá bài nút số 2, bỏ xuống đinh tấn, bông tay phải và để qua eo phải. Rồi, động tác tiếp theo, bước chân phải vào chân trái, bước lên đinh tấn, đánh, khai đao. Các bạn chú ý cho động tác này là mình phải rút bước vô đây, rồi mình mới đi ra nha. Mình không đi tắt từ đây mà đi ra như thế này. À, nếu là xấu và nó sai kỹ thuật. Rồi, đúng rồi. Khai đao. Động tác tiếp theo, lùi chân phải về, đánh, khóa đao. Rồi, các bạn để hai tay một tay ấp ngửa nè, bước lên chảo mã nè, chém từ dưới lên một cái nè, rồi chém ngang từ bên trái qua bên phải nè. Rồi tiếp theo, rút hai tay về hông, bước chân trái lên tinh tấn, đánh hai cái tứ chỉ, một cái đánh vào yết hầu, một cái đánh vào chấn thủy, đâm, bắt chéo hai tay lặn xuống, gạt ở phía sau. Động tác này mình tưởng tượng hai đối phương ta bóp cổ thì mình sẽ dùng hai tay mình gạt ra và mình tấn công lên, chặt vô cổ. Tiếp tục, bước chân sau lên, chặt vô cổ. Nhưng mà động tác này mình sẽ chặt thấp thôi nha. Rồi, lùi chân trái về, tọa quy tấn, đánh đảo đao bằng tay trái. Từ đó đứng lên, chào và lập tấn. Thôi. Và đó là toàn bộ nội dung của tập ngày hôm nay. Mình đã cố gắng đi chậm ba hướng để cho các bạn cùng xem nha. Nếu mà cái video hay thì hãy bấm like, bấm share để cho mọi người cùng xem video này. Và các bạn học bên này rồi hay là chưa thì hãy comment cho mình biết nha. Hãy cùng chung tay lan tỏa niềm đam mê võ thuật của Việt Nam. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.